Dạ vâng ạ, em xin hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác và tất cả quý anh chị em khách hàng trên toàn quốc ạ. Và một video tiếp theo em vẫn tiếp tục giới thiệu, quảng bá và chào bán tới các bác cũng như là anh em về dòng sản phẩm những đôi loa hỏa tiễn sử dụng bát 40, một chung một tép, dòng loa 3 đường tiếng ạ. Và trước đây ít phút em cũng đã giới thiệu cũng như là chia sẻ rất là kỹ lý do bán hai đôi loa này rẻ đi 700.000 đồng trên một đôi, và cũng đã có những cuộc điện thoại của các bác cũng như là anh em điện động viên, cũng như là có những câu khích lệ. Em gửi lời cảm ơn chân thành tới các bác và anh em rất là nhiều. Và cũng có một câu nói em cảm thấy rất là hay và muốn chia sẻ với các bác như thế này ạ. Bác khách nói rằng là tại sao bán 11.800.000 rồi mà không bán 11.500.000 đi. Như thế này các bác thân mến, video trước đúng không ạ, em đã giới thiệu rằng là hai đôi loa này của một bác khách hàng ở Bắc Linh điện đặt hàng, nói là em sẽ giữ lại trong vòng khoảng vài hôm, có nghĩa là 1-2 hôm anh sẽ qua cửa hàng sở hữu và sẽ thanh toán tiền sau đó trở về. Nhưng tới giờ phút này gần nửa tháng trôi qua mà vẫn chưa thấy anh về cửa hàng để gặp gỡ, để test chất âm cũng như là để sở hữu đôi loa này, thì em bán với giá rẻ hơn một chút. Như các bác cũng đã biết, em đã chào bán đôi loa này trước đây, đó là 12.500.000 đồng trên một đôi, giá trên em chào bán tại cửa hàng. Em về số lượng trên 10 đôi thì trong một buổi chiều em đã bán hết. Còn hai đôi này thì bác ấy điện thoại và đặt chắc chắn là 1-2 hôm sẽ về sở hữu, nhưng đến giờ này vẫn chưa về thì em quyết định là em sẽ bán. Thì thưa các bạn có thân mến, quay lại cái câu hỏi để em muốn chia sẻ các bác một chút. Một đôi loa thì chúng em không biết là các anh em lãi như nào, còn với bản thân em thì lãi chỉ được khoảng 1 triệu thôi, hoặc trên 1 triệu một xíu. Thì em đang bán 12.500.000 mà giờ này bán 11.800.000, vậy là giá hợp lý cho các bác anh em rồi. Bây giờ muốn bán với giá 11.500.000 thì em nghĩ cũng có thể bán được, nhưng chúng em muốn có lãi suất để duy trì cửa hàng và để trả lương cho anh em nhân viên các bác nhé. Đấy, em trả lời câu hỏi của bác khách hàng có những câu hỏi rất là ngộ nghĩnh, tại sao 11.800.000 rồi hay để cho anh 11.500.000 đi nhưng em không để được. Thưa này các bác, 11.800.000 các bác sở hữu ngay một đôi loa hỏa tiễn 3 đường tiếng sử dụng bát 40, chơi nhạc gì cũng hay các bác nhé. Các bác vừa nghe đó là một bản non top đúng không ạ, một bản non top. Và lát nữa em mời các bác sẽ cùng nghe nhạc vàng, sau đó em sẽ test tiếng mic rất là hay. Bát 40, một chung một tép, dòng loa hỏa tiễn 3 đường tiếng. Đang quay giới thiệu hàng tới toàn thể các bác, hình như có bạn gái là mong em hát hơi lắm các bác ạ. Dạ vâng ạ, thưa toàn thể các bác thân mến, hai đôi loa hỏa tiễn chỉ còn hai đôi duy nhất thùng gỗ các bác nhá. Như đôi loa này cho lời rất là tốt luôn, các bác sẽ cùng kiểm chứng với em luôn nhá. Em sẽ thử tiếng mic cho các bác xem. Đây ạ. Lực 1 2 lên sau bay. Các bác thấy sao ạ? Tiếng nòi nó ra nó sáng rõ và phải nói nó đi rất là xa các bác nhá. Rất là xa luôn các bạn, các bác. Lời nó sáng hẳn lên. Lên 1 2. Đó các bác cảm nhận thế nào là lo hỏa tiễn chưa ạ? 3 đường tiếng, một bát, một chung, một tép. Thì thưa các bạn có thân mến nhá, em có thể giới thiệu lại bởi vì có thể video trước các bác không xem, thì video này em xin được giới thiệu. Em bán hai đôi loa hỏa tiễn 3 đường tiếng sử dụng bát 40 với giá 11.800.000 đồng một đôi. So với ngày bình thường và đợt loa này thì em đã bán rẻ đi 700.000. Khi về hàng có hơn 10 đôi em bán với giá là 12.500.000 đồng. Chỉ trong một buổi chiều các bác đã chốt hết đơn hàng và hàng em đã gửi đi cho các bác trên toàn quốc. Còn hai đôi loa này thì em nhận được một cuộc điện thoại của bác khách hàng có địa chỉ tại Bắc Linh, điện thoại nói rằng là để lại cho anh hai đôi khoảng 1-2 hôm anh sẽ có mặt tại cửa hàng, vì anh ấy cũng đã mua của cửa hàng em nhiều đồ cho nên em tin tưởng để lại. Nhưng tới giờ phút này chưa thấy anh quay lại, em sẽ lên kênh và đăng bán. Thì dù sao đến ngày hôm nay cũng sẽ giảm cho các bác một chút để các bác có thể về có một bữa liên hoan hoặc là có những bữa tiệc để
có nghĩa là mọi người sẽ cùng sum họp và sẽ có những ca khúc hay nhất dành tặng cho nhau. 11.800.000 là chốt lại cho hai đôi loa cuối cùng này. Và sau hai đôi này thì sẽ không còn đôi nào nữa tại cửa hàng. Và sau này khi có hàng về sẽ tiếp tục giới thiệu tới các bác cũng như là anh em. Và bây giờ em sẽ mở một ca khúc cho các bác nhá. Dân ca đi. Để cho các bác có thể nghe kiểm chứng cái tiếng nời của nó sẽ như thế nào ạ. Em đang kết hợp với một chiếc đài PS Audio B4800 giá 8.200.000 đồng tại cửa hàng, hàng mới tinh, bảo hành 1 năm, công suất đạt 1085W trên một kênh, đánh ở 8 ohm, dòng đẩy size 2U, chạy mạch class AB. Cảm nhận với bộ sản phẩm này, các bác lưu ý nhé, ghép với một chiếc đẩy PS rất là hay, tiếng sáng và rất là trong, bát rất là sâu. Và thưa giải các thân mến, em xin phép là sẽ dừng lại clip tại đây. Với số tiền các bác bỏ ra là 11.800.000, đảm bảo giá hợp lý các bác, giá rất hợp lý và có thể gọi là giá tốt cho các bác đầu tư mua những đôi loa hàng bãi sử dụng ở gia đình, phòng trà, quán cà phê cho nhau nghe và anh em đi làm sự kiện. Với mức đầu tư là bình thường nhưng hiệu quả của nó thì rất là tốt. Và một lần nữa xin cảm ơn các bác. Xin được hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào và hẹn gặp lại.